đi ngược dòng nến thơm trên thị trường, đó là đa số sử dụng nguyên liệu công nghiệp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng cũng như môi trường. Công ty Central Việt Nam đã nghiên cứu tạo ra sản phẩm nến thơm với tên gọi Hiu Farm. Sản phẩm được kết hợp nguyên liệu dân gian và hiện đại, thay toàn bộ lọ nến từ nguyên liệu công nghiệp bằng nguyên liệu của nông nghiệp xanh. Trong thị trường hiện nay về cái xu hướng mà dùng sản phẩm thiên nhiên rất là nhiều, cũng như là những cái tác hại của sản phẩm công nghiệp lên trên sức khỏe của cộng đồng. Thì chính vì những hai yếu tố đó thì nó thôi thúc động lực cho mình để mà tạo ra một cái sản phẩm giá trị cho cộng đồng. Và hơn hết đó là giúp đỡ cộng đồng, những người nông dân phát triển về những nguyên liệu vùng miền của mình, đặc biệt đó là cái thảo mộc Việt Nam. Mình muốn nâng tầm giá trị thảo mộc Việt Nam để mà tạo vô trong những cái sản phẩm để đưa sản phẩm Việt Nam bay xa và bay cao. Thì đó chính là cái cơ duyên mà mình muốn tạo ra một cái sản phẩm thiên nhiên an lành thật sự đến với người tiêu dùng, đặc biệt đó là người Việt Nam. Bên cạnh nến thơm Hiu Farm thì sản phẩm xà bông thảo mộc Hiu Farm của công ty cũng được nhiều người tiêu dùng rất ưa chuộng. Xà bông được làm từ những nguyên liệu thảo mộc dân gian như lá trầu, lá xả, vỏ quế, cỏ mần trầu, lá tràm, kết hợp cùng với các loại dầu thực vật như dầu dừa, dầu mù u, dầu ô liu đã tạo nên một sản phẩm an toàn, lành tính cho người tiêu dùng. Việc tạo ra những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện, an toàn không chỉ giúp cho người dùng bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Ở trong những cái đợt hội chợ tại phường cũng như quận thì cũng có mua sản phẩm thêm về cho gia đình dùng. Thế và cũng có biết thêm một số cái sản phẩm giống như là nến này khác và các cái sản phẩm xà phòng thì bây giờ làm nó đẹp hơn trước, đẹp hơn, mẫu mã nó đẹp hơn. Thế và thấy rằng ấy là đây là một trong những cái sản phẩm mà sử dụng cái nguyên liệu organic rất tốt cho cái sức khỏe của người Việt mình. Cũng là người tiêu dùng sản phẩm của công ty Central từ 3 năm thì phải nói là cái mức độ an toàn cảm nhận đầu tiên của người phụ nữ, bởi vì hiện nay thì ở trên thị trường rất là nhiều cái sản phẩm, nhưng mà khi mà chúng ta dùng một cái sản phẩm mà cảm thấy nó an toàn cho da, cho sức khỏe của mình thì chúng tôi cũng rất là yên tâm. Thì đối với cái sản phẩm của Central Việt Nam thì vừa qua chúng tôi đã dùng rất là nhiều, từ cái dầu mù u để bôi chống côn trùng hoặc là những xà phòng mà sử dụng tắm hàng ngày thì nó tạo cho chúng ta cái bề mặt da cũng rất là mịn màng và tạo cho chúng tôi cái yên tâm khi dùng cái sản phẩm này. Để có thể cạnh tranh với các thương hiệu nến thơm trong và ngoài nước, công ty đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, đa dạng mẫu mã. Sản phẩm được thiết kế tinh tế, đẹp mắt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng như trang trí căn phòng, tiệc cưới hay các sự kiện khác. Và đối tượng phục vụ không chỉ là các gia đình mà là các khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn. Đến nay, Hiu Farm với các danh mục sản phẩm nến thơm thiên nhiên, tinh chất làm sạch từ thảo mộc và tinh dầu thiên nhiên. Đặc biệt, trên những sản phẩm thảo mộc của Hiu Farm đều tỉ mỉ in hình ảnh thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, các sản phẩm của Hiu Farm đã có mặt tại các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp, hàng lưu niệm, các hàng đặc sản miền Trung, các sàn thương mại điện tử. Sản phẩm của Hiu Farm được thành phố, các đơn vị doanh nghiệp chọn làm quà biếu cho những đối tác nước ngoài tại các sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố như Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á Roots Asia 2022, Lễ hội Văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên hoan phim Châu Á, Hội nghị Quy hoạch vùng, v.v. Thực sự là muốn thành công thì không thể đi một mình. Tôi đã rất là vui và hạnh phúc khi mà chạm đến các cuộc thi của các chị em phụ nữ. Và thứ hai nữa là khi mà sản phẩm của tôi có chứng nhận từ bên phụ nữ thì cái mà phát triển nhất và gắn bó với tôi lâu dài cho đến ngày hôm nay đó là Sở Công Thương. Bởi vì Sở Công Thương là trong những vai trò xúc tiến đối với thành phố, đối với quốc gia là rất là nhiều trong những cái cục mà giao thương cũng như là cho doanh nghiệp để đi phát triển sản phẩm. Và hơn nữa là Sở Công Thương hỗ trợ giới thiệu sản phẩm của tôi đến với các đơn vị của thành phố, ví dụ như là Sở Du lịch, Sở Nội vụ hoặc là Thành ủy, thì họ đã hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm của tôi đến đối với những đơn vị đó, tạo cho sản phẩm của tôi nó có giá trị hơn và khách hàng tin dùng hơn. Thì tôi thật lòng là cảm ơn chính quyền
cũng như cảm ơn địa phương và cảm ơn Sở Công Thương, và đặc biệt đó là lãnh đạo thành phố đã dần quan tâm đến sản phẩm. Và ước mơ của tôi là tôi mong rằng tạo điều kiện cho tôi để mà tiếp tục duy trì cái đam mê của mình cũng như là phát triển sản phẩm bền vững và lâu dài. Với những nỗ lực, các sản phẩm của Hyo Farm đã giành được các giải thưởng như dự án nến thơm Hyo Farm lọt vào top 10 dự án của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SHOP 2022 và ý tưởng khởi nghiệp tinh chất làm sạch thảo mộc dân gian đạt giải nhất hội thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Hiện công ty đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm nến thơm Hyo Farm và xà bông thảo mộc Hyo Farm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Tin rằng với những nỗ lực không ngừng của công ty cùng với sự hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch do Sở Công Thương cùng các ban ngành, các sản phẩm mang thương hiệu Hyo Farm sẽ ngày một phát triển và vươn xa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.